Hello, Hồng An chào mọi người. Và hôm nay Hồng An chia sẻ cho anh em những con xe quay Future, quay Thái, quay Alpha, ba con xe cho anh em tín đồ đam mê từng dòng xe. Trước tiên Hồng An một lát sẽ bàn giao cho anh em những chiếc xe tại chốt, chiếc quay ZX. Hôm qua Hồng An vừa mới lên sóng 5 phút là đã có một người em trai ở dưới Nam Căn, Cà Mau chốt chiếc xe này rồi. Chiếc xe rất là đẹp nha anh em. Hồng An đã ráp bộ áo và chuẩn bị băng kỹ lại những cái căn bản mà dễ bị chạy, Hồng An sẽ xử lý trước rồi mình đi gửi, họ sẽ băng thêm một lớp bên ngoài nữa, mình băng kỹ lại. Thì những cái này là những cái căn bản nhất dễ bị chạy xước thì Hồng An sẽ cố gắng mình ở nhà mình làm kỹ với anh em thấy không? Băng lại nó đỡ bị chạy xước á. Cái chiếc này đã có chủ rồi, và chiếc siêu thờ màu ghi 201 ET và cũng bàn giao cho ông anh ở dưới An Giang Chợ Mới, nó gần bên tỉnh Biên á, đầu ET nè. Ông anh này cũng là dạng như anh em cùng nghề cùng ngành, anh em chia sẻ kiếm tí lọc lá trong cái mùa Tết này. Thời gian này Hồng An cũng có rất nhiều ông anh mua bán kinh doanh cùng nghề chơi đam mê, và mình đem về mình kiếm lọc lá sang lại cho anh em chơi. Trước tiên là cái con quay Thái, Hồng An sẽ đi kỹ chi tiết luôn, anh em cố gắng và nghe và coi nha anh em, để mình chốt từ xa không à. Anh em chuyển khoản Hồng An mới giao, đâm ra mình phải coi kỹ từ xa để mình định hình được chiếc xe thế nào là chất, cái nào thai, cái nào không thai. Mình nghe kỹ và coi xem kỹ, xem đi xem lại hai lần, một lần gì đó, ba lần gì đó, cho kỹ rồi mình chốt nha anh em. Chuyển khoản là Hồng An mới giao nha, chứ Hồng An không có nhận mà chốt miệng nha anh em. Rồi, trước tiên Hồng An sẽ quay. Con này quay 210, đời 99, Bolixi. Tất cả các xe Hồng An đều mở cốp cho anh em coi bộ phận hết, vì là một những chiếc xe này giá trị nó cũng cao, mình phải coi từ trong ra ngoài cho anh em xem. Xe là toàn bộ đầu nồi chưa rớt nha anh em, Hồng An bao đầu nồi chưa rớt, bảo hành một năm về máy, và anh em cố gắng mình sẽ coi kỹ một tí không. Rồi mình quay cũng 3-4 chiếc một lần một, năm ra Hồng An cố gắng xe quay nhanh hơn. Xe này là câm niềm bô còn nè, vàng bạc zin theo xe nè, gấp zin nè, câm ốc vẫn còn màu, vẫn còn xanh, chưa có xuống á chị nha, ốc rất đẹp nha anh em, chất là nó rất là đẹp luôn. Áo này Hồng An kiểm tra rồi, áo zin theo xe, nhưng mà chủ xe họ cũng có dặm, có sơn lại rồi, đâm ra là nó là rất là mới, rất là đẹp, nó không có bị chày bể đứt bể gì hết nha. Áo zin theo xe nha anh em, miếng trong nhựa nó vẫn còn miếng nhựa hai bên luôn đó anh em, coi cái lốc nè, không có bị có bung chỗ này nha anh em, nó toàn bộ còn đẹp nha anh em, trong rất đẹp, không có dòm, chỉ có coi kỹ nha. Mình xăng zin theo xe, vàng lửa zin theo xe còn nguyên hết xe này nha anh em, điện Siam Goxi hàng Thái đúng luôn nha anh em, câm điện theo xe luôn nha, đúng hàng Thái luôn nha anh em, vàng bạc không có dập tuyết nè, cục trước theo xe nè, đầm zin theo xe nè, câm điện vẫn còn màu nè, và đặc biệt là đầu nồi chưa rớt, máy êm nha anh em, rất là đẹp luôn anh em thấy không, chiếc xe này rất là đẹp, ốc vàng ươm nha anh em. Xe này anh em mua về chịu khó rửa kỹ nha, Hồng An chỉ có rửa dầu, rửa xà bông sơ thôi. Anh em coi cái cùi đề bên trong vẫn còn rất là đẹp luôn, đồ nguyên hết anh em, chịu khó về mình xử lý lại ha. Cùi đề zin, xe zin, lửa zin, sạc zin, cái bô zin này bị lai rồi ha, chụp bô zin không có đúng nha anh em. Rất là kỹ, Hồng An nổ máy luôn đi, chìa khóa zin vẫn còn nha anh em, ổ zin trước sau như một luôn nha, đẹp luôn.
Đó, cụm nè vẫn còn nguyên nha anh em, không tắt nè. Cụm theo xe kia mình vẫn còn đỏ ao nha anh em, rất là đỏ luôn nha, rất đẹp. Má này chuẩn lắm nha anh em, đầu nồi chưa rớt dứt ra là nhóm nhóm nha anh em. Má thì thầm luôn á, máy chuẩn lắm nha anh em. Những con xe này là những con xe này Hồng An để dành cho anh em bán trong năm nay, cuối năm nay rồi Hồng An sẽ không còn nhập những cái xe nữa. Và con nào bán thì anh em tranh thủ mau mau mình mua nha. Xe rất là nhiều, Hồng An chỉ có bán ra thôi nha anh em. Hôm nay Hồng An là chỉ có bán ra thôi, không mua vô nữa, lay quay là Tết rồi ha. Vì thời gian giấy tờ pháp lý nó lâu lắm, đâm ra nhiều khi giấy tờ nó lâu quá, anh em mua không kịp, sang tên không kịp, đâm ra cũng khổ cho anh em nữa. Đâm ra Hồng An chỉ có bán thôi, bán ra hết, con nào Hồng An đăng bán coi như là xong, không còn cái chủng loại nó nữa đâu nha anh em. Dán keo anh em thấy không, đâm ra anh em nào mà cố gắng mà đang cần xe nào chủng loại nào hãy nhanh nhanh mình đặt hàng mình chơi đi. Hồng An bán xe là đều bảo hành anh em, một năm về máy hết thì anh em tự nghĩ nha. Đầu nồi bao chưa rớt nhưng mà vẫn bảo hành máy một năm, tuy là xe cũ. Anh em tự hiểu cái chất lượng của nó rồi nha anh em. Đó, không cần bàn bàn cãi nữa. Máy đang nổ anh thấy không? Vì những cái chiếc xe có dặm, có tút, có này, có kia thì cái giá trị nó sẽ bớt đi. Nếu mà nó hoàn hảo quá thì cái giá trị nó sẽ cao lắm anh em. Em ra anh em đừng nên suy nghĩ những cái dặm cái tút gì hết nha. Quan trọng là cục máy. Máy là không bao giờ thay thế được, mà không thể nào mình mua mình đưa mua được hết. Dàn ngoài mình có thể mình thay thế, mình làm được hết nha anh em. Em ra anh em đừng có quan niệm là mình là xe nó không hoàn hảo. Chính vì những cái hoàn không hoàn hảo đó nên là mình mua được rẻ nha anh em. Nó hoàn hảo quá anh em không bao giờ mua được đâu. Đó, quan trọng là cục máy, anh em nghe không, nó đỉnh rồi là đỉnh luôn, thấy không? Đi cục máy nó sướng, nó mạnh, nó bốc thì đâm ra nó cảm giác nó chạy sướng lắm. Xe đẹp mà cục máy chạy không ngon thì cũng như không thôi anh em, thấy không? Và cái giá trị xe nằm ở cục máy nha anh em. Xe zin đầu nồi chưa rớt, cái giá trị nằm ở chỗ ở đó nha. Đó, những cục xe mà đầu nồi nó rớt rồi thì thôi nha. Đó, em nghe thấy máy không? Rất là ấm hiểm luôn, rất đẹp. Chống đứng chống nghiêng theo xe còn nguyên nha anh em. Đó, cần số zin luôn nè, lốc rất đẹp nha, không có dặm tốt nha. Xe này có xử lý, họ chủ xe họ xử lý dàn áo. Đó, anh em thấy nó kỹ nè, dán keo thêm một lớp chồng lại nè, giữ lại cái tem nè. Chủ xe đi rất là kỹ luôn nha. Đó, em nghe cục máy không? Đó, clip hôm nay hơi dài nha, Hồng An quay cố gắng quay kỹ. Hôm nay Hồng An sẽ lên cái clip hôm nay tổng hợp 3 chiếc xe luôn. Cho anh em nên coi mà đánh giá. Đó, rất là đẹp. Đó, máy móc rất là êm luôn em. Đèn đang sáng nha. Mà anh em nhanh cố gắng mua nha, hàng đã số lượng có hạn nha. Từ đây lay quay là Tết rồi, Hồng An sẽ không có nhập xe nữa đâu. Bán ra là hết thôi nha anh em. Vì năm nay Hồng An cũng có sự chuẩn bị từ sớm rồi, và có những cái công việc rất là nhiều trong cái dịp Tết này. Rồi Hồng An sẽ cố gắng là không nhập xe nữa, qua Tết tính tiếp. Giờ chỉ có bán ra nha anh em, chỉ có bán ra những con xe mà Hồng An còn ứ lại đang trong kho trong bãi, những con xe toàn là xe chất lượng không nha anh em, phục vụ cho anh em trong mùa Tết. Trong mùa Tết này anh em đi chơi xa bình thường, đi tỉnh này đi đó, đi chúc Tết này đó, đi rất là ok, không có bị giặt này giặt kia ha. Lửa chuẩn, máy móc đều chuẩn hết, tuy rằng nó không vừa ý nha anh em. Cái độ đẹp chiếc xe mỗi chiếc mỗi khác, nhưng mà nó bù lại là chất lượng nha anh em. Giá thành là quan trọng, là giá thành hợp lý ha.
quan trọng là cái giá nha anh em không bao giờ mua lầm cái giá đâu, Hồng An bán là không bao giờ lầm hết, giá là không bao giờ lầm nha, giá Hồng An bán rất là chuẩn và rất là hợp lý luôn. Anh em thử tìm hiểu tất cả các kênh này, Hồng An bán xe rất là chuẩn giá, mà đặc biệt xe lại được bảo hành 1 năm, bao đầu nồi chưa rớt không à. Thì anh em tự nghĩ đi, xe cũ bảo hành 1 năm thì anh em tự hiểu nha. Đẹp. Rồi con này 46 triệu nha anh em, con xe chất lượng cho anh em chơi. Tất cả các xe Hồng An đều rút hồ sơ bao sang tên cho anh em hết nha, bao rút hồ sơ cho anh em, bao ship ha. Anh em thành phố thì bớt được 1 triệu công chứng, không cần rút gốc bớt được 1 triệu nha anh em. Rồi cái thứ hai là quay infra, quay infra Hồng An sẽ tắt máy nha, hai máy nâu đã không, quay infra 202. Con này là một con xe cọp nha anh em, Hồng An cố gắng là mở hết tất cả các cốp cho anh em xem, vì cái chiếc xe họ nằm ở cái ốc treo treo máy nha anh em. Cái chiếc nền xe là đẹp, sống lên nằm ở chiếc chỗ treo máy này, Hồng An cố gắng sẽ mở ra cho anh em xem, dấu chấm sơn vẫn còn nè, anh thấy không đó. Cố gắng mở hết cho anh em xem, vì cái chiếc xe đẹp xấu là nằm ở cái chỗ treo ốc treo máy này nè, hai cốt cốt nền nằm bên đây nè. Vì Hồng An mua xe cũng vậy thôi, mình mua như cái độ đẹp của cốt cốt cũng là nó xây một chiếc xe đẹp đó. Như chẳng hạn như chỗ này nữa nè, ốc còn màu nè, chắc chắn xe nó sẽ còn đẹp ha, ốc treo máy đẹp thì xe sẽ đẹp nha anh em. Rồi cùm rất là đẹp luôn, cùm zin bao tay thay rồi nha anh em. À, 34.000 cây chuẩn nha anh em, không tua. Rồi coi xe đi chú. Rồi, anh em coi xe nha anh em. Mở nổ máy luôn nha. Xe này là áo thay mới nha. Áo thay mới chính Hồng An mua của hãng về thay luôn nha anh em. Áo hàng mới, cái câm niền vẫn còn màu nha anh em. Áo hàng mới nha, đắt thuộc còn nha anh em, 202 nha anh em. Thấy không, câm vẫn còn màu nè, trắng sáng nha anh em. Đầu câm cỡ này đó anh em đó. Đẹp luôn anh em, thủy màu bảy màu nha anh em, máy đang nổ, cốp vẫn còn dấu chấm sơn nè, chấm sơn vẫn còn nha anh em, này hiếm lắm nha, lơ mơ là bay nha anh em, những con xe người ta đi kỹ mới giữ được nha anh em. Câm vẫn còn màu nè, thấy không, rất đẹp. Hôm nay quay cận cảnh gần luôn nha cho anh em xem luôn nha, ít ai mà quay cận cảnh như Hồng An lắm nha anh em, vì mình là khi mình càng quay gần thì nó càng xấu thôi, đâm ra anh em quay xa thì không thấy gì đâu, nó quay xa như vậy là rất là đẹp nha, nhưng chẳng có ai dám quay gần như Hồng An như vậy đâu, nó khó quay lắm, vì nó quay gần nó thể hiện hết những cái chỗ chày à, thấy không đó. Mà mình hàng thật là mình phải quay chỗ nào lỗi chỗ nào không lỗi mình phải quay hết đó, đắt còn vẫn còn nha anh em. Đâm ra cái cách quay cũng là một cái thể hiện nha anh em. Anh em quay xa thấy không, xa rất là đẹp luôn đó, nhưng mà anh em quay gần một cái là coi như là xe nó không da gì hết á, chày chụa thấy hết trơn đó, rất là đẹp rồi thấy không. Máy đang nổ nha anh em, lốc nè, tần số rất là đẹp, rất ít đi nha anh em, thấy chưa, lốc không có chày nha, chẳng qua nó dạ ba cái chóa đèn lên nó hơi bị chói nha anh em, lốc không có dợp gì hết, lốc đuôi cá không có dợp nha anh em, cao su zin vẫn còn à. Cái bình xương nè đẹp lắm anh em,
Vô nè đẹp, không có lủng không móc nha anh em. Vô theo xe luôn. Đó. Cục sao. Nước đẹp luôn anh em. Bốn số một chủ nha. Máy đang nổ đó anh em. Cặp tay gấp anh em. Rất đẹp. Niền nè. Theo xe nè, ốc căm chắc còn trắng sáng nha, thấy không? Chiếc xe đẹp lắm. Bình xưa vậy khui nha anh em. Màu xanh nổi luôn á. Cao su zin vẫn còn nha. Chống nghiêng chống đứng theo xe luôn nè. Chưa có mòn nha anh em. Giống chống sơn vẫn còn nha anh em. Xe nước là đẹp luôn. Con này 26 triệu nha anh em. Lốc máy đen 2.2. Đó, coi rất là đẹp luôn. Xe chuẩn lắm anh em ơi. Những con xe này anh em kiếm khó lắm, nhất là cục máy anh em. Máy rất là chuẩn luôn. Xe đi 30 mấy ngàn cây nha anh em. Bao chuẩn luôn nha. Không ăn ra số là quay cổ bô cho anh em xem luôn nè. Ít có ai mà dám quay cổ bô lắm anh em ơi. Thì cổ bô nó thể hiện cái chức xe nằm ngay cái cổ hết trơn à. Thấy không? Từ gầm từ dưới luôn nè. Hàng thật là thật đó nha anh em. Đó. Anh em coi kỹ, nghe máy kỹ, đánh giá kỹ, xuống tiền thôi nha anh em. Hàng thật việc thật là nó nằm ở đây hết đó anh em ơi. Đó, ở đây là hàng thật việc thật nằm ở dưới đây hết nè. Chẳng có ai dám quay cổ bô quay gì hết đâu. Đó, sự thật là sự thật thôi. Đó. Xăng nè anh em. Ở trong sân vẫn còn nha anh em ơi. À, máy chuẩn. Xe này chìa khóa zin vẫn còn nha, ổ khóa zin luôn nha anh em. Ổ khóa vẫn còn zin luôn à. Thấy cái quay yên không? Không có mất, không có chày xước gì hết nha. Không té ngã đâm đụng nha anh em. Mà xe Hồng An bán là bảo đảm là không té ngã đâm đụng. Chạng ba chiếc nào cũng chưa ép hết trơn nha anh em. Chạng ba chưa ép, chén cổ chưa thay luôn nha. Đó, quá đã. À, đúng màu nha anh em. Xe là như vậy đó. Anh chịu khó coi tới coi lui hai lần. Giá yên này có bao rồi nha anh em. Đó là một gù zin nè. Rất là đẹp luôn. Tại thắng zin luôn nha anh em. Mà quay xa một cái cho anh em coi lại kỹ một cái. Thấy không? Quay xa rất là đẹp luôn. Nhưng mà quay gần nó thể hiện hết những cái lõi, thấy hết trơn nha anh em. Anh em thấy xa, coi xa là ghiền luôn á anh em ơi. Không, quay xa rất là đẹp. Quay xa chẳng có lõi, không có lõi nào hết á anh em. Mình quay gần đi là thấy hết à. Không, cái bình sườn nè anh em thấy không, dày cui à. Chứ là không có miếng sét luôn á. Anh em kiếm miếng sét là hơi khó nha. Xanh từ trên xuống dưới luôn nè, thấy không? Xanh cỡ đó đó nên quá dày kỹ luôn nè. Quá đẹp. À, nó có bình thường nè. Cỡ đó đó. Rồi. 26 triệu ba hồ sơ. Anh em thành phố bớt được 1 triệu. Tiếp đến là cái con Future 204.
con này hoàn hảo lắm nha anh em, một con xe đẹp nha anh em. Tắt máy cái. Xe này tình trạng cũng là Hồng Anh tải chính xác luôn. Đầu nồi chưa rớt, áo zin theo xe. Áo zin nha anh em, áo không có dặm tốt nha. Chìa khóa zin vẫn còn nha anh em, chìa khóa zin. Ổ zin vẫn còn luôn, chìa khóa sau vẫn còn luôn, nhưng mà họ thay cái chìa khóa sau rồi. Không biết bị cái vấn đề gì họ thay thôi ha. Chìa khóa zin vẫn còn. Dây yên zin nhưng mà có bao lại rồi. Đế zin nha, bao dây yên lại rồi. Thùng xăng zin rất đẹp. Ốc vẫn còn màu nè anh em. Đó, mình sườn dây cui à. Anh ấy mình sườn không? Đó. Ổ khóa zin nè anh em thấy không? Rất đẹp luôn. Mình sườn là đen mung luôn á anh em. Đen mung luôn. Đó. Áo rất đẹp nha anh em. Câm niềng bô theo xe, vàng bạc theo xe. Không có dặm tốt. Cuộc trước có bắn nhẹ nha anh em. Tay thắng zin nè, gù zin nè. À, đèn zin theo xe rất là đẹp anh em thấy không? Đó, gù zin anh em. Áo không nứt bể nha. Chạy xuống thì có nha anh em. Áo không nứt bể nha. Đó, cuộc trước bắn giải zin nha anh em. Trước là họ có bắn rồi. Cầm móc còn 7 màu luôn. Còn trắng sáng luôn nha anh em. Xe này xe đẹp lắm, ốc tán còn màu hết trơn á anh em ơi. 7 màu luôn á. Chiếc xe rất là đẹp luôn. Thấy không? À. Con này 20 mấy triệu thôi anh em ơi. 26 triệu nha anh em. Một con xe chức nha, 2.4. Dấu chấm sơn vẫn còn đâu đây nè. Đó. Cầm cỡ đó đó anh em. Đẹp ghê chưa? Mang quay tỉ mỉ nha. Rất là đẹp. Áo, áo zin theo xe rất là đẹp luôn anh em. Quay cái đầu cho anh em xem nha. Ốc trắng sáng luôn anh em. Bộ phận bên trong rất là đẹp luôn nè. Hơi tối chút á. Đó, anh em coi nè. Quá đẹp. Bộ bồ cũng như cái kiếm vậy đó. Thấy chưa? Những cụm công tắc vẫn còn màu hết trơn. Kim đồng hồ 16.000 là không đúng nha anh em. Con này đi tầm khoảng 36.000 á. 36.000 là chuẩn á. Xe cổ bô mình nhìn mình đánh giá được nha anh em. Ốc trắng sáng luôn rồi thấy không? Ghê chưa? Rất là đẹp luôn thế này. Cảm ơn anh em ơi. Anh nhìn nhìn cổ ô nè, thấy không? 30 mấy ngàn cây nè, nó như vậy đó anh em, thấy không? Những cái chiếc xe đó nằm ở đây hết. 30 mấy ngàn cây đó anh em. Đó. Vàng bạc lóc zin, ốc vẫn còn màu hết trơn, anh thấy không? Thì hàng thật nó nằm ở đây nha anh em. Hàng thật nằm ở đây hết á. Bạc lóc rất đẹp. Cố tình quay chậm chậm cho anh em xem 3 chiếc một lần một luôn. À, chống nghiêng chống đứng nè. Thấy không? Ở đây nè. Còn màu chưa thấy không? Ở đó đó anh em. Coi như vậy mà còn màu hết trơn nè.
vì những chiếc xe này anh em có rửa có chùi đi nữa nên khi nó đã đen là nó đã đen rồi nha anh em, không thể nào mình thay mình hoặc mình xử lý cho nó trắng đâu, nó đẹp là nó đẹp thôi à, còn nó đã xuống nào là xuống luôn nha anh em. Chất nền của nó nằm ở đó hết á, cạch te. Có chạy chỗ này nha anh em, chạy gấp chỗ này nè. À, cao su zin theo xe nè, thấy không, màu L nè, theo xe nè, màu lính luôn nè. Có đập thắng nè, ý cần số quên rồi, em quên. Xe này 4 số một chủ nha, ngay chủ luôn nha anh em. À, câm nè, đầu câm còn màu nè anh em, thấy không, oxy nè, nè ốc nè, câm nè, rất là đẹp luôn. À, trắng sáng cái đó đó anh em thấy không, tối rồi. À, giờ câm nè. À, anh em thấy đây nó rõ hơn nè. À, cỡ đó đó, chiếc xe cỡ đó đó, cánh sườn nè. Đẹp không anh em, máy nổ máy nha, chị Vinh theo xe nha anh em. Thì thầm luôn nha, quay giờ anh em coi nó đã lắm, coi bình sườn này kia thấy rõ hết trơn, không có xé gì hết nha anh em. Giọt nha anh em, thằng con nè, thằng coi luôn, thấy chưa? Đó, mang quay kỹ kỹ nè,
có quay kỹ. Thấy giòn xanh lè luôn em thấy không? Rất là kỹ luôn xe đi. Móc cờ hết chứ em thấy không? Rất là đẹp luôn. Rồi vậy thôi nha. Đó, xe là Hồng An quay rất là tỉ mỉ chi tiết luôn. Và máy là anh em là yên tâm, bảo hành máy 1 năm. Đạt chuẩn không? Đó, máy đạt chuẩn không nha anh em. Rồi, con Future 204 này Hồng An bán 26 triệu 3 hồ sơ. Đầu nồi chưa rớt. Áo zin theo xe. Vàng bạc zin hết, trăm niền bô đẹp. Cuộc trước có bắn nhẹ nha anh em. Rồi con này 26 triệu. Quên pha. 26 triệu, áo thai mới. Đập hộp. Vàng bạc zin theo xe, đầu nồi chưa rớt. Cắm móc vẫn còn 7 màu nha anh em. Hàng chất á, chuẩn luôn nha anh em. Con này chơi đam mê được nè. Đó. Và con này quay thái 99 zin nguyên bản, áo có xử lý nhẹ lại rồi ha, cắm niền bô còn đẹp, đầu nồi chưa rớt, máy thì thầm nha anh em. Rất đẹp luôn. Rồi anh em hãy gọi hai số điện thoại nha, 0368888383 và 0907957435 nha. Cảm ơn anh em đã xem clip hôm nay. Và anh em nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông để mỗi ngày Hồng An đều làm những cái clip mới, chia sẻ cho anh em những dòng xe. Vì gần Tết rồi anh em hãy nhấn nút chuông đi. Vì mỗi ngày Hồng An đều có quay clip hết, chia sẻ những chiếc xe. Vì những con xe này Hồng An chỉ là bán Tết thôi nha anh em. Hồng An sẽ không nhập hàng nữa. Anh em nào cố gắng thì tranh thủ mình mua đi. Vì những con xe Hồng An bán rồi coi như là không có nhập hàng nha anh em. Số lượng nó cũng có giới hạn thôi. Đó. Rồi bye bye mọi người đã xem clip hôm nay. Bye bye.